Tháng 11 năm 97, như thường lệ là chúng ta tại hội trường giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là phát kỳ thứ ba. Trước khi học thì xin tranh thủ thời gian để thông báo cùng đại chúng là như toàn thể chúng ta có thể là mọi người đều biết là hiện giờ cách nay mấy hôm đó thì có một trận bão mà khi nhà khí tượng được gọi là trận bão số 5 tàn phá rất dữ dội ở các tỉnh duyên hải từ Cần Giờ tới Bến Tre rồi Sóc Trăng rồi Cà Mau, bão tàn phá rất dữ mà có lẽ là tất cả đều thấy rõ trên báo chí, trên hình ảnh, trên tivi. Thì trận bão này thì tôi năm nay là 70 tuổi mới nghe và mới thấy hình ảnh và mới nghe một trận tàn phá và tan thương chết chóc, thiệt hại về người nhân mạng và tài sản rất là nặng nề. Thành ra hiện giờ thì xã hội các ban ngành đoàn thể người ta phải cứu trợ cấp bách. Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng đang ráo riết vận động tài lực vật lực để cứu trợ cấp bách cho đồng bào bị cái tai nạn khủng khiếp chết chóc rất nhiều, hao tốn rất nhiều. Thì hôm nay tranh thủ để báo với đại chúng để thể hiện cái lòng tương thân tương trợ mà cái câu mà ngàn đời thường nói là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đồng bào ta bị tai nạn đau thương như thế thì là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó thì ai cũng biết, nhưng mà chỉ có cái điều là lúc nào cần nói và lúc nào cần nhớ. Thì hôm nay tôi thay mặt cho Thành hội Phật giáo cũng như là cái tổ chức đệ tử Phật của chúng ta kêu gọi toàn thể Phật tử, chúng ta hãy nhịn đi bớt một bữa quà sáng nào đó, chia sẻ một phần nhỏ nào đó của gia đình, cơm áo để giúp đỡ cái tai nạn quá lớn lao của đồng bào ta ở các tỉnh phía Nam mà thuộc về miền Tây duyên hải. Thì xin có lời là thông báo cùng toàn thể đại chúng. Và xung quanh đây thì nó có những cái thùng mượn đây để dài dài đó, Phật tử ít nhiều thì tùy hỷ, rồi các vị cứ bỏ vào đó rồi có cái ban sẽ kiểm tra để rồi cùng đóng góp vào trong cái công cuộc cứu trợ chung của xã hội mà đồng bào miền Nam đang gánh một cái tài quà rất là lớn lao. Xin đại chúng thông cảm và quan hỷ cho. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh. Hôm nay kỳ 3, phái đoạn thứ 3 của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Vấn đề hàng phục cái tâm của mình. Hàng phục tức là mình chế ngự nó như thế nào để cho nó theo cái ý của mình.
một con cọp, một con gấu nó dữ dằn, một con sư tử nó dữ dằn. Nhưng mà cái người mà huấn luyện chủ của gánh xiếc, huấn luyện bằng cấp nào, từ cái cấp mà cho ăn, từ cái cấp mà dùng roi giọt, từ cái cấp mà dùng mọi cái khả năng, cái phương tiện để cho con sư tử, con cọp, con gấu đó nó theo cái ý muốn của mình mà nó không còn hung hăng bạo tàn nữa. Thế thì là cái người huấn luyện sư tử, huấn luyện cọp, huấn luyện gấu như vậy là gọi là hàng phục được nó, chế ngự được nó, hàng phục được nó để cho nó theo ý muốn của mình. Thì người Phật tử mà trên cái bước đường tu hành thì chúng ta có hàng phục hai cái loại thú nó ở trong lòng ta. Đạo Phật thường mượn hai cái loại thú đó để ví cho hai cái loại mà nó thường ở trong lòng ta, đó là vượn và ngựa, gọi là tâm viên. Cái tâm của mình ví như con vượn, nó leo, nó trèo, nó chuyền, nó nhảy liên tục không có ngừng. Cho nên kinh điển thường ví tâm là vượn. Còn cái ý của mình là nó cũng chạy đầu này, nó chạy đầu kia, nó không có định tâm, nó không có trụ ở trong một cái điểm nào. Nếu mình không biết hàng phục thì nó vẫn đi, nó vẫn chạy lung tung. Thì cái ý của mình là trong kinh điển ví là ngựa, là con ngựa. Thành hai cái con thú nó ở trong lòng ta, đó là tâm viên và ý mã. Do vậy cho nên mình tu hành là mình phải tập, mình làm cái vai trò của một người chủ xiếc để huấn luyện ngựa và huấn luyện khỉ. Mà nếu mình huấn luyện con khỉ tâm và con ngựa ý của mình mà nó theo cái sự điều phục của mình, theo ý muốn của mình, thì gọi đó là hàng phục được tâm ý của mình. Thì hôm nay là học kinh Kim Cang, cái đoạn này là dạy là một Bồ Tát thì là phải hàng phục cái tâm của mình bằng cách nào, dựa vào những cái cơ sở nào để mà hàng phục. Thì hôm nay chúng ta học về cái điều này. Vấn đề hàng phục tâm, người phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác phải hàng phục tâm mình như thế nào? Phật bảo ông Tu Bồ Đề, phàm có 10 loại chúng sanh, như là loại sanh bằng thai, loại sanh trứng, loại sanh chỗ ướt với nước, loại quá sanh, loại có hình sắc, loại không hình sắc, loại có tư tưởng, loại không tư tưởng, loại không phải không tưởng và cũng không phải có tưởng, ta đều khiến cho họ được diệt độ vào vô dư niết bàn, diệt độ cho họ cho vô lượng vô số vô biên chúng sanh như thế. Mà đừng thấy có chúng sanh nào được mình diệt độ. Thế thì theo Phật dạy cái đoạn kinh này đó, thì trong tâm của chúng ta nó có 10 loại. Ở bên ngoài là vũ trụ, đại vũ trụ bên ngoài nó cũng có 10 cái loại chúng sanh này, mà trong tâm ta nó cũng có 10 loại chúng sanh này. Ở ngoài vũ trụ thì có loại thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, loại hữu sắc, loại vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Trong cái vũ trụ bao la này là tất cả những cái loại chúng sanh thì nó gồm có 10 loại như thế. Thì con người của chúng ta, về đông y học, về ngành thuốc, người ta cũng xác định rằng nhân thân là tiểu vũ trụ, thân người là cái vũ trụ thâu hẹp. Nó giống như là những cái phim trường, những cái sân khấu kịch nghệ, nó là một cái xã hội thâu hẹp. Xã hội thâu hẹp nó biểu hiện qua cái kịch bản, cái phim ảnh để nói lên cái sự vui mừng buồn giận gây go tốt xấu trên đó, để mà răng đời, để mà giải trí, mà đồng thời để răng đời, để giáo dục. Thì sân khấu kịch nghệ, văn học nghệ thuật là một cái xã hội thâu hẹp trong cái vở tuồng của kịch đó.
Còn về y học á thì người ta nói con người là một cái vũ trụ thâu hẹp, nhân thân tiểu vũ trụ. Do vậy cho nên là về đông y á, người ta theo dõi cái thời tiết trong cái lịch âm lịch, mùa xuân lập xuân ngày nào, lập hạ ngày nào, lập thu ngày nào, lập đông ngày nào. Và nữa mùa xuân á, gọi là xuân thân, gọi là thu thân, hoặc là đông chí, tức là nửa mùa nó gọi là tiết đó. Người ta theo dõi từng tiết, từng mùa và từng tiết. Vì mỗi mùa mỗi tiết là cái khí hậu trong cái vũ trụ này nó có biến chuyển theo mùa theo tiết, để rồi người ta gia giảm những cái vị thuốc ở trong cái thang thuốc của đông y. Cái thang thuốc, cái vị thuốc nào nó cầm cốt để nó giữ những cái sự điều hòa của thời tiết ở trong cái mùa đó. Do vậy mà cái nhân thân là cái vũ trụ nhỏ, nó biến chuyển theo thời tiết bên ngoài thì thân nó cũng biến chuyển theo. Còn nhà Phật học thì nói là cũng là nhân thân này cũng là một cái a lại gia thâu hẹp. Cái vũ trụ là một cái a lại gia, một a lại gia của vũ trụ, ta gọi là năng tàn, sở tàn, ngã chấp tàn, tức là a lại gia đó. Còn cái con người thì nó cũng là một cái tiểu a lại gia thâu hẹp. Cho nên tất cả cái gì của cái a lại gia của vũ trụ bên ngoài có, thì cái con người, cái a lại gia của con người cũng đều đầy đủ như vậy. Cho nên là trong tâm của con người ở đây nói 10 loại chúng sanh này nè, chứ sự thật là không phải nói 10 loại ở bên ngoài, mà chủ yếu là nói 10 loại chúng sanh ở nội tâm của mình, nói về cái tiểu vũ trụ là con người của mình. Còn cái đại vũ trụ là, đó là sự vật hiện hữu, nó tồn tại, nó hiện hữu khách quan vô cùng vô cực. Ta có độ được hay không độ được, chuyện đó không có chuyện quan trọng đối với cuộc đời ta. Cái này tôi nói cái này, đại chúng suy nghĩ cho kỹ đây nè. Đành rằng là Phật giả Bồ Tát phải hàng phục, phải chế ngự 10 loại chúng sanh. Nhưng mà ta lấy lý mà suy á, nếu như mà 10 loại chúng sanh này mà ở ngoài cái đại vũ trụ đó, mà ta cần diệt độ, cần giáo hóa, cần độ tận cho họ vào vô như niết bàn á, mà ta hy vọng cái đó thì có cái nước đau khổ mà chết. Không được, không bao giờ thành đạt được cái ý muốn đó. Mà không thành đạt được ý muốn đó thì chỉ có cái nước thất vọng, đau thương mà chết. Thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn được, làm sao mà thành Bồ Tát được. Cho nên ta phải học kỹ rằng là vũ trụ vạn hữu tồn tại khách quan, chuyện đó là chuyện của vũ trụ vạn hữu. Còn cái 10 loại chúng sanh mà độ đây nè, là độ 10 loại chúng sanh ở trong cái tiểu vũ trụ, ở trong cái tiểu a la gia là nhân thân của ta đây. Ta phải lo mà độ 10 cái loại này. Còn mà chúng sanh bên ngoài 10 loại tùy duyên mà ta độ được bao nhiêu thì ta độ, chứ còn không có quan trọng. Năng không nhất thiết tướng, thành vạn pháp chi trí, như bất năng tức dựng định nghiệp. Nghĩa là chúng sanh 10 loại đó tạo cái nghiệp của họ cố định rồi, họ phải lấy cái quả mà thôi. Như là dạy được cũng tốt, mà dạy không được cũng chẳng có đau khổ. Đó là tam năng tam bất năng nha. Năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sinh tử, như bất năng quá đạo vô duyên. Như Lai Thế Tôn có thể độ, có thể biết căn tánh của chúng sanh nhiều lắm, chứ hết được. Nhưng mà những chúng sanh vô duyên thì ta cũng không có độ được đâu. Cho nên chúng sanh nó muốn luân hồi sinh tử kiểu nào là tha hồ tự ý mà nó luân, không có chuyện gì phải đau khổ hết. Đó là cái năng và thứ hai, và cái bất năng thứ hai. Cái thứ ba là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Có thể độ được chúng sanh nhiều vô lượng, nhưng mà cái thế giới chúng sanh cũng không có cái ước vọng, cái mong cầu để mà làm cho nó trở thành cái đất Phật để cho chúng sanh ở. Đó là cái giáo lý tam năng tam bất năng của đạo Phật đã xác định như thế. Do vậy cho nên là cái độ mà 10 loại chúng sanh này nè, là 10 loại chúng sanh đó ở trong cái nhân thân tiểu vũ trụ này, ở trong cái a la gia nhỏ này, chứ không phải là đi kiếm ở bên ngoài để mà độ. Còn bên ngoài độ được bao nhiêu thì độ, không có nghĩa là mình từ nan, không có nghĩa là mình trúng tánh gì, nhưng mà đều không có quan trọng, mà phải hàng phục ngay cái chúng sanh 10 loại ở trong tâm ta.
Để ý cái học này đó mới là học Phật này. Chứ mà mình chạy bên ngoài, mình lo bên ngoài mà mười loại chúng sanh bên trong mình không có biết gì hết, không hề biết tới nó, mà đi kiếm mười loại chúng sanh bên ngoài mà độ, đó là hoàn toàn sai lầm rồi. Mà đạo Phật là dạy cho con người cái pháp môn tu hành để được giải thoát và giác ngộ. Lẽ tất nhiên là giải thoát giác ngộ không thể là mọi người đều cùng giải thoát giác ngộ một lúc mà được. Do vậy cho nên nó tồn tại khách quan, không có chuyện gì quan trọng hết. Mà dạy cho mọi người, ai có nhân duyên, ai có chủng tánh, ai có điều kiện thì lo mà độ mười loại chúng sanh trong lòng mình, người đó để có được niết bàn, có được an lạc, có được hạnh phúc trên cuộc sống, tùy theo cái thừa, cái giáo pháp mà mình tu tập. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi mong rằng là đại chúng để ý. Mà chúng ta có thể có những cái tư tưởng giống như tư tưởng của cái loài thai sanh. Mà thai sanh là ai? Ví dụ như loài người là thai sanh. Và những loài thú cũng có những cái loài sanh bằng thai. Sanh thai có nghĩa là thai sanh, cái loài ta cũng gọi là phúc sanh, nghĩa là nó có tượng con ở trong bụng, sau đó khi sanh ra là con chứ không phải là trứng. Thành ra là gọi là thai sanh. Thì con người của chúng ta hàng ngày chúng ta có những cái tư tưởng của những cái đồng loại thai sanh đó, tức là tư tưởng của con người bình thường. Đại đế là như con người bình thường là thai sanh, thậm chí nó tệ hơn, là cái tư tưởng nó thấp hơn nữa, nó tệ lậu tới nỗi như là loại trâu bò, loại cọp đeo rồi nó cũng sanh bằng thai, thì nó cũng là thai sanh. Nhưng mà coi chừng thai sanh như tư tưởng của con người có, mà có lúc nó tệ như là cái loại thai sanh của súc vật cũng có. Do vậy cho nên là phải độ nó chứ độ đây có nghĩa là phải hỗ trợ cho nó, làm sao cho nó vượt qua được những cái tư tưởng như xấu đen tối đau thương đó, gọi là độ. Chỉ diệt có nghĩa là hóa giải, chứ độ có nghĩa là phải làm cho nó vượt qua. Thế thì về cái tư tưởng về thai sanh là chúng ta tư duy cho kỹ, chúng ta có, chắc chắn là có. Rồi cái tư tưởng của noãn sanh, tư tưởng mà tương đối nó nhẹ nhưng mà cũng không có trí tuệ, như là của những loài noãn sanh. Noãn sanh thì trong đó có những cái loại gia cầm và những cái loại phượng cầm ở rừng rú, cái loại sinh trứng. Thì cái tư tưởng đó cũng có lúc ta có. Tư tưởng đó là tư tưởng nghĩa là sống theo cái bản năng mà nó không có lý trí. Con gà một lát nữa là chủ làm thịt đấy, đã bắt rồi, từ trong chuồng bắt ra là quang quát quát rồi, mà đem vô bỏ nhốt trong cái bộ rồi mà vẫn còn đập cánh cái te te được, vẫn còn an tâm một cục rồi vui vẻ, để tới ngay là giờ phút đem ra cắt cổ mới biết rằng mình đang bị cắt cổ. Thế thì là sống bằng bản năng như vậy, không có lý trí như vậy, thì nó giống như là chim, nó giống như cái loại sinh trứng. Cái đó ở trong con người ta vẫn có. Thế thì cái tư tưởng cái loài mà nón sinh sinh trứng đó ở trong đầu óc của chúng ta cũng có thể có. Tất nhiên là có những cái người mà người ta biết tư duy, người ta có chánh quán chánh niệm thì người ta có thể vượt qua được cái đó. Nhưng mà nếu mà ta không biết tu hành gì hết thì cũng có lúc ta sống bằng bản năng giống như là những cái loài noãn sanh vậy, không có lý trí, không có cái nghĩ ngợi lâu xa. Mình thấy những con gà, những con chim gì mình nuôi á, miễn là cho nó ăn chút như vậy à, rồi thì một chút xíu nữa nó chết, giết nó không hề biết gì hết. Sắp giết rồi buông thả ra vẫn vui vẻ, vẫn hót, vẫn gái. Thách sanh là những cái loại mà như là loài sanh ở dưới nước, sanh từ ẩm ướt á, cũng là một cái loài thủy tộc. Thì cái tư tưởng mà cũng không trí tuệ, cũng vẫn sống bản năng, mà sống bản năng của cái loài dưới nước. Đại để là sống với bản năng mà không có lý trí. Một con cá bị sảy cái lưỡi câu rồi, rồi á là thay vì đừng có lợi cho nó mà ăn nữa, nhưng mà đã dùng giấy khỏi cái lưỡi câu của người cắm câu rồi, là một lát là trở lại tiếc cái miếng mồi đó ăn vô, để rồi người ta dính cái lưỡi câu và chết. Thế thì là cái tư tưởng mà của cái loài thấp sinh là giống như những con cá vậy,
không có biết lo xa mà cũng không có sợ, không có thất kinh, bị những cái điều khổ đau trầm trọng vậy, nhưng mà rồi rốt cuộc rồi là cũng quên đi, rồi cũng tạo ra những cái nó theo cái thị dục, cái mong muốn của mình trong cái ăn mặc ở để rồi chịu những cái hậu quả khổ đau mà không có thất kinh, không có sợ hãi. Mà cái điều đó là cái tư tưởng đó trong con người của chúng ta mà suy cho nghĩ kỹ là có đó nha. Tôi nói ví dụ như cái trường hợp mà nó có bị cái bệnh mà bệnh nặng nề, nó thuộc về nghiện ngập trong một cái thứ gì, trong các thứ nghiện, biết nó là nguy hiểm rồi nhưng mà đã vượt qua được rồi thì thấy nó khá ăn lành đấy chứ, nhưng mà rồi không thắng nổi mình để cho nó nghiện ngập lại lần thứ hai, lần thứ ba, và nghiện ngập càng sâu đậm hơn nữa. Đó, trường hợp như vậy đó, thì nón xanh thấp xanh nó cũng có trong lòng của chúng ta. Thì quá xanh là những cái loại mà xanh mà thoát xác á, cũng không có trí tuệ, cũng là cái loại sống bằng bản năng như vậy. Thế thì là bốn cái loại thai noãn thấp quá mà loài người biểu trưng cho loài người là trong đó là thai xanh. Còn những cái tư tưởng của những người hữu sắc, hữu sắc là ví dụ như chúng ta hàng ngày mà sống có chánh niệm, chánh tư duy là sống bằng thực tế của cõi đời, đó là tư tưởng của người hữu sắc. Tư tưởng của những người thực tế, cái gì mà có vẻ mà quan đường, có vẻ trừu tượng, có vẻ là quyến hoặc mơ hồ là người đã không tin, mà ta tin những cái gì mà có cụ thể, có lý trí nhận xét được đúng chân lý thì mà tin, thì thế là tư tưởng đó gọi là tư tưởng những người hữu sắc. Hữu sắc là hữu sắc cao á. Còn có những người tư tưởng mà tin ở nơi cái sự thật nhưng mà nó cấp thấp thì nó lại cũng không có trí tuệ. Cũng không có trừu tượng, cũng không có quan đường, nhưng mà không có trí tuệ, thì đó là tư tưởng của những người gọi là tư tưởng hữu sắc ở trên cái cõi sắc. Còn lại chúng sanh mà cái bằng vô sắc, cái loại chúng sanh vô sắc là ta gửi gắm ở trong tâm hồn đây nè. Tâm hồn chúng ta gửi gắm ở tinh ở này, cái cõi quan đường này nè, trừu tượng này nha, quan đường này, ảo tưởng nè, mà nó đi tới cái chỗ mà ta gọi là mê tín, là dị đoan, không có biện chứng được, vậy mà người ta có thể tin được. Tôi nói ví dụ như là cái chuyện gần đây là tôi rất là đau, bây giờ tôi mới thấy rõ là một cái nhà lầu người ta làm 3 tầng, mà 3 căn, một căn để xe hơi, căn giữa để salon đàng hoàng, tivi rồi đầu máy, rồi ở bên ngoài hiên thì để xe rim, rim 2, rồi bên căn nọ là để đồ đạc dụng cụ, tất cả đồ xài, và một cái vali to tướng vậy nè, dài nè, áo nè, cà vạt nè, là cái người này là thường hay có đi chùa, cho nên mua cả làm cả chuỗi, cả chuông, cả mỏ bằng giấy để đốt. Đó là những cái tư tưởng, đó là tư tưởng của những người vô sắc đấy, vật hữu sắc, vật vô sắc, những cái người mà có tư tưởng vô sắc. Cho nên là chúng ta sống sờ sờ dây nè, mà tâm hồn của chúng ta là chúng sanh vô sắc, nó ở trong lòng ta. Tin như vậy làm sao mà tin được? Tin như vậy là cái nhà mình rốt ở đâu đây? Trời ơi, bây giờ là nhà nước đang quy hoạch nha. Hồi hôm nay tôi coi TV tôi thấy coi như là bao nhiêu người là quy hoạch một lần là 100 mẫu, 80 mẫu. Mà nếu mà quy hoạch vậy là những cái người hồi đó giờ đã bị ở đất ông bà mình đó, coi như là phải về đi. Rồi người này nói sự nỗi lo âu của mình, người kia nói sự là đau khổ của người kia, người ta giữ phòng, người ta lo trước đó mà. Thế thì là đất ông bà để lại rồi mà bây giờ là còn quy hoạch. Ta còn bồi thường, ta còn đuổi đi, rồi đây mình đốt nhà mà không đốt đất. Rồi cái nhà đó mình đem mình dựng ở đâu đây? Dựng ở nơi địa phủ âm ti, mà âm ti địa phủ là ở chỗ nào mới được chứ? Rồi xe riêng, thèn ơi, xe mà đem mà một con ốc đồ Việt Nam mà chạy vô ít bữa còn rã rời, phải mua đồ jean. Mà ở đây mà làm bằng giấy, không có máy gì hết, là cái hình dạng vậy mà đốt cho thân nhân mình để đi là làm sao có nghĩa được. TV nó hư một sợ, bằng trên sợi tóc thôi là đã là không có hình rồi. Mà ở đây TV là trống lỏng bằng giấy không. Vậy mà đốt cho thân nhân mình là nghĩa là sao? Tiền thì vô mua trong chợ lớn, tiền Việt Nam có, tiền đô la có, đô la chợ lớn, thì làm sao mà sai? Vậy mà người ta vẫn xài. Thế là những người đó là những người kêu bằng
tuy là ở cõi đời này mà những người vô sắc này ở trong tâm ta, ta là phải quá độ nó đi đó, chứ còn không là nó ở trong tâm ta, ta trở thành cái người mê tín dị đoan, hoang đường, phí phạm tiền của một cách vô ích đó. Chưa kể là sợ các cái thứ ma quái yêu tinh, bà hồ bà cố, sĩ long hà bá vân vân, sợ hết, cái gì cũng sợ. Thế là tư tưởng vô sắc giới ở trong lòng ta. Rồi hữu tưởng vô tưởng là có những cái người mà tu những cái thứ thiền định, chẳng hạn như người ta đam mê thứ thiền định là ta diệt tư tưởng đi. Nhưng mà thực tế làm sao mà diệt được cái thứ thiền định đó, thì đem lại kết quả cái gì? Đang sống về mà không chịu sống trong cái tâm trạng an lành thư thả của mình để diệt hết tư tưởng, để mình thành ra là tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá, tượng xi măng ư? Nếu bằng được cái gỗ đó thì được cái gì chứ? Ông robot, người máy trở thành vậy, thế thì là tôi con người mà trở thành ra là vô tri vô giác, thế thì tu hành ra được cái gì? Cho nên là cái hữu tưởng và tưởng thôi và tưởng vi tế đó là một cái thứ ý niệm sai lầm. Cho nên 10 loại chúng sanh đó nó ở trong tâm của ta, chúng ta phải hóa giải nó, chúng ta phải là nâng đỡ nó lên, chúng ta phải là hàng phục nó để cho nó đi vào cái chỗ hoàn toàn an lạc, thanh tịnh, trong sáng, gọi đó là khiến cho nó, gọi nó gọi là diệt độ, gọi là quá gì hướng dẫn, hoặc là gọi là hàng phục, khiến cho nó nhập vô dư niết bàn. Nghĩa là đừng để cho nó vướng mắc. 10 cái loại tư tưởng đó đừng để cho nó vướng mắc ở trong lòng ta, gọi là hàng phục 10 loại chúng sanh. Đó là hàng phục cái tâm của mình. Tâm mình nó có thể có 10 cái loại tư tưởng sai lầm như thế trong cuộc sống, phải hàng phục nó. Đó. Cho nên đại chúng đấy đó, chúng ta không khéo chúng ta học trình này rồi là chúng ta nghĩa là tạo bôn chôn, nghĩa là đủ cách đủ kiểu để đi bằng cái cách là đi độ 10 loại chúng sanh ở bên ngoài. Không phải đâu. 10 loại chúng sanh trong tâm bạc không thấy, không kiểm tra nó được, không nhận diện nó được, mà đi độ 10 loại chúng sanh bên ngoài là hoàn toàn sai lầm, không phải đâu. Phải không được cái gì hết. 10 loại chúng sanh bên cái đại vũ trụ bao la đó là Phật, đối với Phật là tam năng, tam bất năng, không phải là vạn năng, không phải là độ được hết đâu. Cho nên cái độ là tùy duyên thôi. Còn chính là đào tạo cho mọi người phải chế ngự, phải hàng phục 10 loại chúng sanh ở trong lòng mình mới có được an lạc, mới có được giác ngộ. Không sai lầm, không nhận thức sai lầm như vậy mới có cái giác ngộ. Mà giác ngộ tức là bồ đề. Mà có giác ngộ, có bồ đề thì mới có niết bàn. Cho nên dạy đây là dạy cho con người, chứ không phải là dạy để đi làm cái chuyện ở bên ngoài. Phật giải tiếp: tu bồ đề, nếu bồ tát thấy rằng ta là người diệt độ chúng sanh, chúng sanh là những người được ta diệt độ, thì bồ tát còn có tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh và chấp thọ mạng, thì không phải là bồ tát thật. Cái chữ bồ tát ở đây là tất cả mọi người đều gọi là bồ tát mà không có gì tội lỗi hết. Gọi là bồ tát là cần phải hàng phục tâm mình, có nghĩa là tất cả đại chúng đều là bồ tát. Mọi người có quyền mà phát triển cái khả năng, cái nghị lực để hàng phục tâm mình đối với 10 loại chúng sanh như vừa nói, thì mỗi người là một bồ tát, chứ không phải bồ tát là dành để cho những cái ông mà trên trời lâu lâu bay xuống. À, không phải vậy. Bởi vì chữ bồ tát người ta dịch là giác hữu tình, ta dịch là hữu tình giác. Hữu tình giác là hữu tình là một con người vậy nè, nhưng mà ta có cái trình độ giác ngộ, nhận thức chân lý từng thần tâm theo khả năng của người ta, thì người đó được gọi là bồ tát hết. Từng phần trăm, 5% cũng là bồ tát, 10% nhận thức chân lý, 10% cũng là bồ tát, 20, 30, 50 cho tới 100% là vô thượng bồ đề, là Phật. Cho nên cái bồ tát tuyệt đối không hề sợ. Mà đừng bao giờ tưởng tượng rằng bồ tát là một người ở trên mây bay xuống từ phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc gì bay tới, không,
không có cái đó. Tin cái đó là tin quan đường quyển hoạch, không bao giờ biết Phật là ai và cũng không bao giờ tìm đâu cho ra Bồ Tát. Đây là những người mà bây giờ là bỏ công bỏ tiền bỏ của mà đi làm một cách chân thành đó để cứu độ những chúng sinh này, thì đó cũng là một Bồ Tát. Cứ tờ bỏ lục đó, nhưng mà làm cái đó coi chừng à, giống như con dao hai lưỡi à. Cho nên mình nói mình phải nói thẳng vậy à. Mình quyên tiền được 10 triệu hoặc 100 triệu mà còn cái số tiền mà chi phí mà hao hết đó mình phải xài hết sức cẩn thận, không phí phạm, không lãng phí. Mà nếu cần là mình đi đó, cái thì giờ mà chi phí đó là mình bỏ tiền của mình ra mà mình ăn, còn cái tiền mà người ta đóng góp đó là mình phải để giao trọn cho những người bị nạn. Đó là tín hiệu Bồ Tát 100% em ơi, chiều nay 100%. À, nó như dao hai lưỡi vậy đó. Còn mà mình quyên được 100 triệu mà mình đem đi mình xài rất là sang, ăn rất sang, xài rất thoải mái, chưa kể là những cái thứ mình lãng phí, là quay phim, là chụp ảnh, là tốn 50 triệu bạc, coi chừng dao hai lưỡi đó. Lãnh một cái trách nhiệm mà làm không tốt, không trọn vẹn, mình gánh lấy hậu quả mà chẳng có trời Phật nào nào hết, rồi sẽ tự có hậu quả. À, vấn đề khó ghê lắm. Cho nên đi cứu trợ là Bồ Tát chánh hiệu, mà đi cứu trợ coi chừng con dao hai lưỡi lớn quá là nó đứt trở lại mình. Mình không sắc đồ bén là ngon đấy, nhưng mà có thể nó đứt lại. Cho nên cái người học Phật ta cẩn thận lắm mới được á. Và đã tóm lại là vấn đề Bồ Tát là không phải dành riêng cho một ông nào ở trên cao, ở nơi xa, từ trên trời bay xuống, không có. Tất cả mọi người là Bồ Tát hết. Giác ngộ từng phần trăm một đều gọi là Bồ Tát, đều gọi là hữu tình giác. Rồi đem cái hiểu biết của mình động viên, nhắc nhở, bồi dưỡng cho người khác hiểu biết, có trí tuệ thông minh trong cuộc sống, có giải pháp giác ngộ trên đường tu. Đó gọi là giác hữu tình. Hai cái nghĩa đổi lại nha. Hữu tình giác, hữu tình giác là một con người, là mình đây, chúng ta đây, mỗi người là một hữu tình, là hữu tình giác. Đó là nghĩa thứ nhất, đó là nghĩa tự giác. Đổi lại giác hữu tình thì đó là cái nghĩa giác tha. Ta đem cái giác ngộ, cái hiểu biết của ta đem ta truyền đạt cho người khác. Thế thì chữ Bồ Tát để ý là hữu tình giác là phần tự giác, tự độ. Giác hữu tình là phần độ tha, giác tha. Do vậy cho nên mọi người tùy theo cái giác ngộ từng phần trăm, mọi người là Bồ Tát hết. Nếu nói theo cái tư tưởng Đại Thừa đó là Bồ Tát mà không cần thọ giới, mà anh làm đúng với cái ý nghĩ là hữu tình giác và giác hữu. Hữu tình thì không cần phải thọ giới cũng được. Nhưng mà nói như vậy á, thì có người ta nói mình vượt qua cái lễ giáo giao thông, nói cống cao ngã mạng, thí dụ vậy. Nhưng mà cái của tôi nói đây là tôi nói theo cái lý trí, cái chân lý thật sự. Người ta làm được tất cả những cái việc mà gọi là hữu tình giác và giác hữu tình thì không cần trò giới với ai hết. Mà đi nghe kinh, xem kinh, học đạo đều có quyền làm việc đó, để mình trở thành người giải thoát giác ngộ. Mà cái đó là khó, cái đó là nói không khéo là người ta chửi chết chịu. Ta xài rễ là ta chửi chết chịu chứ tôi không biết à. Còn tôi là tôi chịu, tôi quen rồi. Tôi chịu, tôi quen rồi. Nhưng mà tôi chịu là tại sao tôi chịu được? Là tại vì cái mà tôi nói đó là không phải vì quyền lợi cho tôi. Tôi cũng không có ý mà công kích để mà đè bẹp những cái gì của ai, để mà tôi thay thế cho cái địa vị ưu việt ngon lành. Mà tôi nói với tấm lòng chân tình là cái học và cái hiểu của tôi. Tôi nói thật cho ai đó, nếu mà nghe được là người ta được cái lễ. Do vậy cho nên tôi hy sinh, tôi không có nghĩa lý gì cả. Thành ra muốn sai trễ tôi kiểu nào cũng được. Tôi nói cho nó trung thực với cái lòng của mình. À,
Mà Quyền Giác Thiền Sư có cái bài mà tôi rất thích, quyết định thuyết biểu chân tâm, hữu nhân bất khẩn nhậm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật tổ ấn, trích diệt tầm chi ngã bất năng. Tôi dịch là nếu được nói tôi xin giữ lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng, huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng gay gắt cách, tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích nói ba va giặc giảnh, nói thích học điều Phật tổ đã đinh ninh, diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa, không được vậy tôi không còn gì để nói. Dịch cái bài của Quyền Giác. Vậy thì cho nên nếu mà một là nó được, dù là huynh đệ nghe nghịch ý không chung lòng gây gắt tích, tôi xin cam nhận hết. Hai là bằng không được vậy tôi không còn gì để nói, không còn gì đó nói. Nếu cần là coi như khùng khùng điên điên cũng được, sao hết. Chơi trong rừng trong núi, chơi với cỏ với cây. Vậy nên những cái của tôi nói ra thì không phải ai cũng nói được, là vì phải chịu, phải chấp nhận những cái múa rìu, cái sấm sét. Thì tôi hy sinh tôi thì dễ rồi, chứ còn đâu phải ai là cũng bằng lòng hy sinh được. Cho nên nói phải cẩn thận. Chứ cái chuyện mà thọ giới là không thọ giới mà làm cho Bồ Tát cũng cứ gọi là Bồ Tát, cái đó là chân lý đó chứ. Nhưng mà nói như vậy không phải ai cũng chịu. Bằng cớ là tôi đã nói với đại chúng nhiều lần rồi, thí dụ như cái quả gọi là độc giác. Độc giác mà cái quả là bích chi Phật, ta đâu có thọ cái giới nào, không hề có thọ giới, không hề nghe câu kinh. Mà do cái chủng tử của ta nhiều đời rồi, trong cái đời này người ta nhận thức được chân lý, ta nhìn qua rơi, ta nhìn lá đụng, ta nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của giải thoát. Người ta xa rời những cái dục vọng tầm thường. Thế thì ta có quyền hưởng được cái thanh tịnh của ngang với cái địa vị bích chi Phật đó chứ. Điều đó là đã có rõ trong cái điển Phật chứ mà. Do vậy cho nên là có thọ giới thì cũng tốt, nhờ có người hướng dẫn thì mình tu hành dễ hơn. Còn như không có người hướng dẫn mà mình tự ngộ thì mình cũng vẫn hưởng được cái thành quả giống nhau. Chỗ đó là cái chỗ khó nghe đó. Người ta nói là ngạo mạn, nhưng mà không phải, đó là cái lẽ thật chứ không phải ngạo mạn. Cho nên là Bồ Tát á, tại sao là kiêng kỵ cái chấp? Nếu mình chấp mình là năng độ, còn thấy mình năng độ, còn thấy sở độ, có nghĩa là 10 cái tư tưởng của 10 loại chúng sanh đó nó còn ở trong lòng mình. Nó cái ý nó vậy đó chứ. Cho nên độ 10 loại chúng sanh đó được vào vô dư niết bàn mà không thấy chúng sanh là được độ, mình là người năng độ, chúng sanh là sở độ, thì mới là Bồ Tát 100%. Tại sao vậy? Vì lẽ nếu mà còn có chúng sanh sở độ là mình độ chưa hết nó. Nếu còn thấy mình là người năng độ, mình là người độ, có nghĩa là mình còn đang, đất nước mình còn đang chiến tranh mà. Mình chưa đuổi kẻ thù, kẻ giặc ra khỏi đất nước mình, cho nên mình mới còn đánh giặc đấy chứ. Chứ nếu như giặc mà nó thua mà nó chạy về nước nó hết rồi thì mình, cái nước mình đâu còn gọi là chiến tranh. Mà nước mà còn chiến tranh, còn bộ đội, có nghĩa là giặc thù chưa ra khỏi nước. Đó, cái lý nó rất là rõ. Cho nên là Bồ Tát mà còn thấy có 10 loại chúng sanh đó, mà còn thấy có mình là người năng độ, 10 loại chúng sanh là sở độ, là mình chưa phải là Bồ Tát thật. Bồ Tát còn gian nan lắm. Một là thắng, hai là có thể thua. Giống như giặc còn trong đất nước thì mình có thể thắng mà cũng có thể thua. Còn giặc mà phải quánh cho nó dăng ra hết khỏi đất nước mình hoàn toàn, thế thì là không đặt vấn đề đánh giặc nữa, thì mới thật là đất nước hòa bình. Do vậy cho nên Bồ Tát còn một ý niệm năng độ, sở độ, không phải là Bồ Tát thật. Kinh điển là cái lý luận của Bát Nhã khích đạo, chứ không có cái gì màu nhiệm hết đó. Tại sao mà còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng tội giả, còn thấy có năng độ, sở độ, không phải Bồ Tát thật? Là tại vì anh đánh giặc mà giặc chưa ra hết khỏi biên cương, khỏi đất nước. Có nghĩa là nhiệm vụ anh chưa tròn chứ gì.
Và chừng nào mà hoàn toàn không còn bóng giặc ở trong đất nước anh thì tất cả những cái vũ khí thuộc về chiến tranh không cần dùng tới nữa. Chừng đó mới thật là cái nước thanh bình, thanh trị. Do vậy cho nên tu hành mà còn chấp là không được. Cũng như tu hành mà mình chấp mình chứng được có quả gì gì đó, có nghĩa là mình thấy rằng còn đối thủ, còn phiền não vô minh ở đâu đó. Chứ nếu mình trở về với cái bản tánh thanh tịnh bản nhiên như Lai Viên Giác Dụ Tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi thì anh còn thấy anh chứng cái gì? Còn cái gì nữa để chứng? Mà còn thấy chứng có nghĩa là tôi đã đánh được phiền não vô minh dạt ra tới gốc nào rồi. Cho nên tôi mới là gọi là tôi thắng. Chứ kỳ thật là mà đánh tất đi hết trơn rồi thì không còn có nghĩa thắng gì nữa. Nghĩa là đất nước của tôi an lành như vậy, thanh bình như vậy là nói vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng có thắng gì hết. Mà còn nói rằng tôi thắng, tôi tính nó vô trong gốc nào đó, tính nào đó, có nghĩa là giặc chưa hết. Cho nên tôi hành không có đặt vấn đề chính đắc là ý nghĩa gì thế. Thực chỉ được giữa thai cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là thứ trí tuệ cao vút tuyệt vời, nó đưa con người đệ tử Phật đến cái đỉnh cao của trí tuệ, đào tạo cho người Phật tử một sức sống lạc quan tích cực, một tâm hồn vị tha vân kỷ. Sống lạc quan tích cực nha, bởi vì ta nhận thấy cái chân lý của cuộc đời rồi, nhận được cái thực tướng của Bát Nhã rồi thì còn có cái gì quan trọng đâu. Thực tướng của vạn pháp là vô tướng mà. Cho nên hồi hôm này tôi coi tivi, tôi thấy là các bà con mà nói cái chỗ mà người ta cái đất bị quy hoạch đó mà, và trong thành phố này cũng còn nhiều chỗ bị quy hoạch lắm, giữa thành phố chứ không phải là ở quận ở huyện đâu. Nhìn tới cái đó rồi, thấy bà con nói như vậy rồi thì là trong đầu tôi ngay tôi nói tài thuộc ngũ gia mà đức Phật của tôi nói đã nói có sai đâu, y tâm vậy, tài thuộc ngũ gia. Có người vừa nói vừa khóc, ông bà để lại đất đó để vậy thì làm ăn sống được gia đình, mà nếu mà quy hoạch mà chia ra trả cho số tiền nào đó thì phải chia ra 3, 4, 5 phần gì đó, thế là người còn có chút. Mua lại cái nền nhà khác cũng chưa chắc đã đủ, thì còn nói gì tới cái chỗ an cư để lạc nghiệp. Cho nên vừa nói vừa khóc, thì mình cũng cảm động cảm thông cái đó thôi, chứ giờ làm sao giờ. Tôi nói ví dụ như giờ đây là ai mà còn phủ nhận được. Nếu như cái nghĩa trang điện đến chi mà không lấy cái khấu cốc, bây giờ cái thành phố còn đẹp, có đẹp được như bây giờ không? Và bao nhiêu cái nghĩa trang vòng 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 đây là bao nhiêu trăm mẫu đất, mà nếu mà đừng có dám động tới thì cái thành phố có đẹp như ngày nay không? Do vậy cho nên là cái lợi nào cũng có cái hại, mà cái sung sướng an lành nào nó cũng có cái đau thương nó tàn ẩn ở trong đó. Từ ra đi tới con đường vô thượng bồ đề, nghĩa là biến ly tất cả thì mới an lành được thôi. Tí bây giờ còn ai phủ nhận được cái lập thì nghè đó, bây giờ là có con đường sát bình lộ đẹp quá đi chứ, mà đẹp đâu phải đẹp cho một ông nhà nước nào, mà đẹp của toàn dân của cái thành phố lớn, và còn nhiều chỗ phải làm vậy, mà làm vậy thì đẹp cho cái tiêu biểu của một thành phố, của một dân tộc hãnh diện. Nhưng mà có bao nhiêu bà con phải bị con hư nè, có người không bảo lục thì con hư. Thành phố này con hư nhiều lắm, tiền của cho ăn đi học không học, mua xe chạy đua rồi chết, rồi chết cha mẹ đau khổ lắm chứ, rồi đi xài những cái xì ke, cái ma túy, rồi cung cấp không đủ là phải lập băng đảng để rồi đau lòng cha mẹ biết là chừng nào. Thế thì là nước trôi nè, bão lụt trôi nè, lửa quả quạng trái nè, con hư phá tán nè, rồi chính phủ quy hoạch xung công nè, rồi trộm cướp lấy nè. Thế thì tài thuộc ngũ gia quá đúng. Vì vậy nên ở cõi đời này gọi là cõi ta bà, là vì luôn luôn phải chịu đựng những cái sự khổ đau, sự bức bách lo toan mãi như thế, gọi đó là ta bà, chứ không phải là có cái vùng đất nào là đất ta bà đâu.
Ngày nào còn chịu những cái bức bách, cái khổ đau như vậy, cái áp lực như vậy gọi là ta bà. Thế thì bây giờ mình chuyển cái khổ đau đó. À, chuyển khổ đau đó mà tấn công cái chuyện đó là chỉ có cái cách là cái kiểu như Đức Phật. Không còn gì hết. Cho tất cả, xả tất cả, bố thí tất cả. Bố thí tất cả, cả sắc, cả thân, cả hương, cả vị, cả xúc, cả pháp. Thế thì không còn cái lý do để ưu tư, để đau khổ, để tiếc nuối. Cho nên Phật được an lạc. Hay vô cùng. Nhìn cái đó là thấy nó hay vô cùng cho bạn. Có cái điều là không phải người nào cũng làm được. Nó có người có hoàn cảnh làm được. Có người cái hoàn cảnh nó chằng chịt nhiều quá, không làm được. Cũng như là có những vị làm vua mà. Vua nhiều khi là hoặc là làm tổng thống mà muốn tự chức tự cũng không được. Bởi vì cái dây cánh, cái chân rít ở dưới đó. Mình mà từ chức cái là xung quanh ở dưới nó mất quyền lợi, nó không có chịu. Thế là mình phải làm trường tới hoài, ta gọi là lên cọp xuống không được. Cho nên có người ở trong cái môi trường hoàn cảnh muốn dứt mà dứt không được, chứ không phải ai cũng làm được. Do đó mà cái cõi đời nó trở thành cái cõi ta bà là vậy. Giáo lý Bát Nhã đào tạo cho người Phật tử một sức sống lạc quan tích cực, một tâm hồn vị tha vong kỷ. Với cái tâm hồn lạc quan vị tha vong kỷ, người Phật tử sống trong thực tế giữa hiện tượng vạn pháp của cuộc đời mà mỗi bước đi không rời chân như thật tốt. Nhận thức thực tướng Bát Nhã, được thường tư duy quán chiếu cái thực tướng Bát Nhã thì người ta có thể lạc quan, sống trong cuộc đời có lạc quan với tinh thần vị tha vong kỷ mà vượt qua mọi thứ khổ đau. Mà muốn vậy là chỉ có cách là phải nhận thức được cái thực tướng của Bát Nhã là thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà vô tướng tức là thấy rõ cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Mà duyên sanh thì như quyển. Như quyển nghĩa là nó không có cái tự ngã trường tồn vĩnh cửu cố định bất biến. Do vậy cho nên là cái xã hội nó chuyển biến đều đều và sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không sanh lão bệnh tử đều đều. Phải thấy cho được cái thực tướng đó thì mình mới tôi luyện cho mình một cái lạc quan, cái tích cực lạc quan. Còn bằng không thì mình bị nó chi phối à. Một tâm ta có khả năng xây dựng ra 10 pháp giới. Tâm ta xây dựng ra 10 pháp giới. 10 cảnh giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời. Nó gọi là lục đạo đó, gọi là lục phàm đó. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. 10 cảnh giới đó đều là tâm ta xây dựng hết. Chứ không phải ai làm ra cho ta sẵn để cho ta ở, ta tới, ta định cư. Không phải. Tâm ta xây dựng. Tâm ta mà không xây dựng cái nhân thì cái quả không ai làm sẵn cho ta được hết. Cảnh giới của thanh văn là cũng phải do tâm ta xây dựng. Cảnh giới của Bồ Tát cũng do tâm ta xây dựng. Và cảnh giới của Phật, của Vô Thượng Bồ Đề cũng do tâm ta xây dựng. Chứ không có ông Phật nào làm sẵn một cảnh giới để cho ta tới, ta định cư rồi ta sẽ được an lành. Không có. Học Phật là phải nhớ cái chỗ đó. Pháp giới là nhất chân, chỗ nào cũng như chỗ nấy. Tâm ta thanh tịnh an ổn thì ta ngồi đâu, ở đâu là cực lạc ở đó. Pháp giới là nhất chân, là thanh tịnh giống nhau. Do vậy cho nên tâm nào mà bị ưu tư, bị sầu muộn thì đến đâu ngồi đâu, chỗ đó là chỗ đau khổ. Do tâm ta xây dựng thôi. Một tâm ta có khả năng xây dựng ra 10 pháp giới thì 10 loại chúng sanh ấy sanh trưởng ở lòng ta. Nó rõ ra là chúng là những cái tư tưởng nè, những cái quan niệm phát xuất từ cái ý thức ở lòng ta. Những cái khái niệm tư tưởng từ vi tế cho đến thô động, từ trừu tượng đến cụ thể luôn luôn chuyển biến trong tâm thức con người còn ở trong tam giới. À, 10 cái loại tư tưởng đó nó chuyển biến ở trong lòng của chúng ta, chứ không phải nó ở ngoài.
Cho nên độ là hàng phục là quá giải, là chế ngự 10 loại tư tưởng đó ở trong lòng ta. Thai sanh là những loài sanh do cách tinh từ phôi thai, noãn sanh là những loài sanh do từ trứng rồi phát triển hình thành từ trứng, thấp sanh là những cái loại sanh từ nước, từ chỗ ấm ướt sanh ra, quá sanh là những cái loại nó sanh ra là do biến hóa, do thoát sắc mà thành, hữu sắc là những cái loại có hình hài sắc chất, vô sắc là những cái loại tư tưởng không nương gá sắc chất hình hài, tức là cái loại mà tưởng tượng bằng óc tưởng tượng. Phi hữu tưởng là những cái loại tư tưởng vi tế không còn tưởng thô, tức là những cái lúc mà người ta thiền định, người ta đi sâu vào trong nội tâm cho tới nỗi gần như là không còn tri giác. Phi vô tưởng là những cái khái niệm vi tế gần như bạc hẳn, không còn niệm nhưng mà không phải không còn, gần như không còn mà không phải không còn, sự thật là còn. Gọi 10 loại sanh ấy là chúng sanh vì giả chúng duyên như sanh, nương gác các duyên mà sanh, do hoàn cảnh mà sanh, do điều kiện mà sanh, do tưởng tượng của con người mà sanh. Cố giả chúng duyên như sanh, cố giết chúng sanh, tất cả đều nương tựa các duyên mà sanh khởi, cho nên gọi là chúng sanh. Để học chỉ chúng sanh là vậy. Phật gọi mọi người là chúng sanh. Con người thì Phật gọi là chúng sanh, mà là chúng sanh hữu tình. Còn núi sông, đất liền, rừng rú, cỏ cây, hoa lá thì cũng gọi là chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh đó gọi là vô tình chúng sanh. Vì hai cái loài hữu tình hay vô tình đều là giả chúng duyên nhi sanh, nương nhờ các duyên hòa hợp, nương gá lại mà hình thành, chứ không có cái nào mà nó có cái tự, nó có một cái bản chất riêng để nó sanh ra đó, không có. Đấy, bình hoa đẹp này đó, chứ mà giả chúng duyên đó, rất là nhiều duyên. Hoa này bây giờ người ta làm hoa rất là đẹp, càng mượn nhiều duyên chừng nào càng đẹp chừng ấy. Những cái hoa này là người ta cho những cái màu đó nha, người ta cho cái màu là nhân tạo mà nó ra đó, nó lai tạo ra là đẹp, hết sức đẹp đó, là do giả chúng duyên nhi sanh đó. Đấy, từ lâu rồi bông của mình không có nhiều màu đẹp vậy đâu, mà bây giờ người ta lai tạo là do người ta thêm những cái chất là hóa học, từ sự kinh nghiệm của khoa học mà người ta có phép thay đổi. Trái cây bây giờ nó cũng nhiều thứ nó ngon là tại vì là ta thêm duyên vào, so với cái trái cây của vũ trụ, của thiên nhiên là ta thêm rất nhiều duyên. Tất cả đều nương các duyên mà sanh, là Bồ Tát cần diệt độ. Diệt độ đây có nghĩa là diệt trừ và độ tận tất cả, khiến cho chúng vào vô dư niết bàn, nghĩa là vào niết bàn không còn sót lại người nào, cái mong cái tư tưởng nào. Nói rõ hơn là Bồ Tát cần xóa sạch hình bóng tác động cho đến cái khái niệm vi tế của chúng ở trong tư duy, ở trong ký ức của mình. Diệt độ xóa sạch hết mà nên quên đi mình là người diệt độ, chúng sanh là đối tượng bị diệt độ. Như nói nãy, nếu mà còn thấy có đối tượng diệt độ có nghĩa là đất nước mình còn thấy còn giặc để đánh, có nghĩa là nước mình chưa thanh bình. Mà nếu thật sự thanh bình là không cần phải còn đặt cái vấn đề là quân đội và đi đánh giặc nữa. Đây dẫn cái này là hay lắm đây nè. Vĩnh gia quyền giác nói, ngũ quẩn phù hư không cứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Vạn vật không ngoài ngũ quẩn, nhưng xét cho tộc, ngũ quẩn chỉ là sự hợp tan, vô minh không ngoài tam độc, nhưng tư duy cho cùng, tam độc tụ tán như bọt nước đầu gền, năng độ và xóa độ chỉ có thể dùng khi còn là mộng lý. Khi còn mê mộng thì là tam độc nó mới độc. Khi mình còn mê thì tam độc, tham sân si nó mới là độc, nó mới có tác dụng nó hại mình. Chứ nếu mà mình tỉnh thức rồi thì gọi là tam độc thực chất không hề độc.
nó như bọt bèo, như là gì đấy không quên à, nghĩa là nó như bọt bèo mà nó như mộng quyển, nó không có chất. Thành ra mê thì tâm độc là độc, mà giác á, thì tâm độc không còn tác dụng. Cái người mà tỉnh thức, mà cái người mình lương tâm lương trí nó tỉnh thức thì là tham không còn độc nữa, người ta hết tham rồi, sân người ta cũng không sân nữa, si người ta cũng không si nữa, thì tham sân si đâu còn là độc. Do vậy cho nên tôi gọi là mộng lý minh minh hữu lục thú mà giác hậu không không vô đại thiên. Khi mê mộng thì thấy có trời, người, Atula, địa ngục, xuất sanh, ngạ quỷ. Mà tỉnh thức rồi thì các cái thứ đó không có. Cho nên địa ngục đừng có sợ. Sợ địa ngục là sai lầm, không có. Không có địa ngục. Mê là thấy có địa ngục. Nên nè, cũng giống như khám chí hòa vậy, đối với người lương thiện này đâu có. Khám chí hòa nó có là đối với người cướp giật trộm cướp và làm sai luật pháp hiến pháp của xã hội đề ra. À, chứ còn những người lương thiện thì cái khám chí hòa này nói là nói nghe cái tên đó của ai đâu chứ của mình đâu có đâu. Địa ngục nó cũng giống như vậy. Nó có những người nào mà lương tâm lương tri mà sống sai chân lý rồi bị dày dò đau đớn cực độ là do mình sống sai, sống trái chân lý. Cái này là tôi nói kiểu tôi là con như hy sinh đó, hy sinh mới nói vậy. Nhưng mà bây giờ gần chết rồi, chuyện gì mà không dạy gì mà không hy sinh để nói cho người mây ra người ta nghe tôi tỉnh thức chứ. Không hề có quỷ sứ gì hết phải, không hề có Diêm La Vương gì hết phải. Mà Diêm La Vương là khi mà mình làm tội ác bất dân thất đức ở trên cõi đời này nè, rồi nó tự hành hạ từng đêm từng ngày, đau khổ triền miên. Cho nên cái chữ địa ngục tôi nói nhiều lần rồi, nó là tâm dịch là khả yểm, là khả cụ nè, bất lạc nè, khổ khí nè, vô là hữu nè, vấn đề chấp mắc sai lầm nè, vấn đề không có một chút tâm hồn, không có một chút an vui nè, không có một chút tự tại nè, không có chút giải thoát nè, là sống trong hoàn cảnh đáng nhàm, đáng chán, đáng ghê nè, là người đó đọa địa ngục đó. Chữ địa ngục đàng hoàng kinh điển Phật thì chỉ nói cỡ đó thôi, chứ không có nói nó trong lòng đất bao giờ. Ta dịch chữ địa ngục ra đó là khả yểm, là cái hoàn cảnh môi trường nào mà đáng cực kỳ chán nản, sống không còn sống nổi nữa mà phải sống, đó là địa ngục. Cực kỳ ghê sợ, ghê sợ khủng khiếp, mà khó nổi tánh, mà cái đó nó tác động, nó quanh hành mình ngày này qua ngày nọ, đó là địa ngục đó. Lương tâm lương trí dày dò cắn rứt trong cuộc sống, thậm chí giấc ngủ la bài hải những cái điều bất bình bất mãn trong giấc ngủ, đó là hiện tướng của địa ngục dày dò, là cảnh đó đó. Cho nên là khi nào mà bà con ta mà cái tâm hồn nó nhẹ nhàng đó, cái giấc ngủ đó, thỉnh thoảng mình thấy đường chỉ bao lành mát mẻ vui đẹp. Mà khi nào mà tâm ta bực bội á, nó biểu hiện ra cái giấc ngủ rất là sợ sệt, thù hận, khóc la. Đó là nó biểu lộ cái tâm lòng của ta không được an, không được vui đó. Nó khổ dài dài nó mới biểu lộ ra đó. Cho nên là khi mà nó có như vậy á, là mình phải tư duy, mình quán chiếu lại, rồi mình mở cái gút đi. Có khi là mình thấy mình gầy lộn với cha, hoặc là cự lộn với mẹ, hoặc là khóc lóc vì là cái sự đau khổ, uất hiếp gì của cha mẹ. Đó là do hoàn cảnh thực tế ngoài nó hành hoành dữ lắm rồi đó. Rồi cái giấc ngủ nó biểu hiện ra. Đó là cái hiện tướng gọi là địa ngục của trong đạo Phật, là cái cảnh như vậy thôi. Chứ không có nhân viên quỷ sứ nào. Còn nếu mà nói mà có ở trên cái cõi này, cõi kia, ở trên, ở dưới đó, là cái đó không phải của đạo Phật. Tôi không bảo rằng là tôi quả quyết nói không có. Nhưng mà theo cái của tôi học, hoàn toàn là đúng kinh điển, là không có ở dưới đất. Cũng không có trong cõi nào đó, mà cái cõi đó là do tâm. Lần sau tôi sẽ giảng, sẽ giảng rõ về cái chỗ đó. Chỗ đó kỹ hơn nữa, bà con phải để ý mà chịu khó mà nghe từ từ các vị mới thấy rõ. Cho nên tôi thấy mà
đi đường mà tôi thấy mà người ta chở, ta làm cái nghề mà bán nhà minh khí, nhà lầu, nhà kho, quần áo đó, rồi nó đau cái tim của tôi, đau lắm. Những người đó họ có lòng tin đấy chứ, có lòng tin là nó phát xuất từ cái tốt đó chứ đâu phải là xấu đâu. Nhưng mà cái lòng tin như vậy là đau vô cùng. Xã hội không lành mạnh mà cái người tin như vậy mất tiền mà không được gì hết, đau lắm. Mộng lý minh minh hữu lục thú, con người còn mê muội trong sáu nẻo luân hồi, và nó không còn tác dụng cái lúc mà gọi là giác hậu không không vô đại thiên. Đến lúc giác ngộ rồi thì cõi tam thiên đại thiên thành ra nhất chân pháp giới, cảnh giới không có cảnh giới thứ hai, thì đâu có địa ngục gì đâu, đâu có thiên đường gì, đâu có cực lạc gì đâu. Pháp giới là nhất chân, là nhất chân có nghĩa là nó là chân như thanh tịnh, nó là một thứ dính dính là một thứ, chứ không có địa ngục ở chỗ nào hết, không có thiên đường cực lạc ở chỗ nào hết. Nói vậy là nói bạo lắm đó, nhưng mà đủ sức chứng minh. Nhật nhân dục liễu tri này là kinh Hoa Nghiêm đây nè, bây giờ chúng ta tin hay không tin? Nhật nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm đạo. Người nào muốn rõ biết vấn đề ba đời, vấn đề mười phương Phật, nên quán cái tánh pháp giới tất cả đều duy tâm đạo. Do vậy cho nên pháp giới là chân như, là nhất chân, bình đẳng. Khổ hay vui là do tâm của ta đó, địa ngục ở thiên đường là do tâm của ta xây dựng nó đó, chứ không có ai hành ta hết trơn. Cho nên dám quyền giác, dám đó là vô tội phước, vô tội ích. Có nghĩa là không có tội phước, không có vấn đề tội phước, không có vấn đề thiện ác thật sự. Tình diệt tính trung mạc vấn mịch, trong tâm của các vị có cái tính an lành, thanh tịnh, vắng lặng, hoàn toàn không có đau khổ gì hết. Nhưng mà tỷ lai tầng cảnh vị tầng ma, hồi nào giờ các vị tâm gương của các vị là nó trong sáng hoàn toàn đấy, nhưng mà các vị để bụi nó bám, các vị không có lao, không có lao, cho nên tâm gương của các vị có mà các vị không có xài được. Kim nhật phân minh tu phẫu tính, ngày nay có điều kiện, có cơ hội được có thiện hữu tri thức, có thể lành, có bạn tốt, ta nên lao chùi nó lại để ta xài, để ta vận dụng, ta sử dụng cái tấm gương lòng trong sáng vốn có của ta, không có sợ ai nữa. Cho nên là tôi dịch những câu đó tôi rất là tâm đắc. Tội là chi, phước lại là chi, đã mang chi hai cái gánh nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Ai bắt tội nói nghe thử, anh lấy quyền gì, lấy tư cách gì bắt tội người ta? Cho nên không có, đạo Phật không có ai bắt tội. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Thiện là chi, phước cũng lại là chi, sở làm chi, hai cái danh tự vô nghì. Sở cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy, gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có, chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi, nhận thấy rõ tội phước không ai ban và cũng không ai phạt, rất là bằng lòng, rất là bằng lòng, không có mê tín gì đâu được. Bởi vậy Bồ Tát hàng phục tâm mình bằng cái cách là xóa hết năng độ, sở độ ở lòng mình. Bồ Tát thấy rõ là vô minh Phật tánh, tức Phật tánh mà ảo quá, không thân tức pháp thân. Bồ Tát thấy rõ rằng cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Vô minh tam độc, gọi tam độc, thực chất không hề độc, nó không có độc. Mê thì nó là độc, mà giác thì tham sân si không hề là tam độc gì nữa. Thực tánh của vô minh là Phật tánh. Ảo quá không thân tức pháp thân, cái thân này là thân ảo quá đây nè, nhưng mà nó không rời pháp thân đâu. Đừng có chê nó, đừng có khinh rẻ nó, đừng đi cầu cái ông Phật, ông tiên, ông thánh, ông thần nào khác, mà chính đây là từ pháp thân Phật mà nó diễn, nó duyên khởi ra đó, giống như là một lượng sống ở trong cái biển mênh mông kia.
cái lượng sống đó là nước biển đấy. Từ nước biển mà nó thành ra cái lượng sống đấy. Thế thì lượng sống đó không phải là nước biển, nhưng mà không ngoài nước biển, từ trong nước biển mà sanh ra. Cho nên nước biển là bản thể, mà sống, lượng sống là hiện tượng. Chúng ta, mỗi người chúng ta là một lượng sống của biển. Và cái Phật tánh của chúng ta là cái thể chung, như là cái thể nước biển vậy. Từ cái thể nước biển chung đó mà nó diễn khởi ra, mỗi người thành là một lượng sống. Vậy thì tất cả những lượng sống đó đều là từ nơi cái nước biển phẳng lặng mà có, mà diễn sanh ra. Do vậy làm sao mà ta quỷ hoại cái thân này, khinh rẻ nó để đi cầu cúng lại lục quỷ thần nào khác chứ? Ai ban và ai bắt tội chúng ta chứ? Cho nên cái tư tưởng đại thừa liễu nghĩa nó tuyệt vời như thế. Mà nghe không nổi thì thôi. Thì năng không nhất thiết tướng thành giả pháp chi trí, nhi bất năng tức diệt định định nghiệp. Năng tri quần sanh tánh cùng ức kiếp sinh tử chi sự, nhi bất năng qua đạo vô duyên thôi. Không nghe, không tiếp thu, không chấp nhận thì không làm sao nói được. Chứ cái chân lý nó rất là rõ ràng. Bây giờ tới cái đoạn thứ tư là phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phải trụ cái tâm mình như thế nào đấy? Cái tâm mình nó không có chỗ nương gá. Chứ trụ đây có nghĩa là nó nương gá. Phải có một cái chỗ nương gá, phải có một cái chỗ dựa thì nó mới là an được. Cũng như đứa con nó còn nhỏ thì nó nương gá, nó phải an lành, nó là phải chỗ dựa của nó là cha mẹ. Lớn lên một chút thì cái chỗ dựa của nó là nam thì dựa vào nữ, mà nữ thì dựa vào nam. À, không cho cái chỗ dựa cái đó không có được. Sách Nho người ta nói rằng nữ đại bất giá như tư diêm phạm thủ, mà nam đại bất hôn như liệt mã vô cương. Tay lớn mà không có vợ là giống như ngựa chính mà không có dây cương, mà nó chạy bậy không mà không làm được đó. Rồi nữ lớn mà không có gả thì giống như hũ mắm để đầu vàng, giống như là người bán muối lậu. Mà trong chế độ phong kiến hồi xưa, ai bán muối lậu là tội nặng lắm, cái bằng tuy nhiên phạm thủ, tội đầu là tội bán muối lậu. Thành ra là phải có cái chỗ dựa. Rồi còn cái người Phật tử bây giờ đây, giờ cái chỗ dựa nam nữ có chỗ dựa xong rồi, giờ trong cuộc sống là phải có cái chỗ dựa tâm hồn. À, thế thì là phải chỗ dựa ở nơi cái gì giờ đây, trụ ở đâu đây để cho nó an lành đây. Đạo Chúa thì cái chỗ dựa của linh hồn của những người con chiên là nước Chúa và Chúa Trời. Còn những người là đạo Phật thì là cái chỗ dựa của mình là bằng ông Phật Thích Ca, được không? Không, không được. Chỗ dựa của mình bằng ông Phật Thích Ca là không có nước. Của người ta thì có nước Chúa, mình nó có nước, ông Phật Thích Ca mình nó có nước. Không có nước Phật. Thế thì phải dựa đâu đây? Đó là vấn đề phải đặt ra. Còn cái chỗ dựa mà của Đức Phật A Di Đà đó, là học theo liễu nghĩa thượng thừa thì chỗ dựa đó không phải giống như nước Chúa. À, nếu mình hiểu cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà mà giống như nước Chúa của đạo Chúa là mình hoàn toàn sai rồi. Giáo lý mình vừa học pháp giới là nhất, chân là bất nhị, thì làm gì có cái vùng đất của Đức Phật A Di Đà là vùng đất hứa chứ? Không có hứa cho ai trọi trơn à. Nhất thiết di tâm, tâm tạo mình sao có vùng đất hứa được? Cho nên học Phật cho kỹ rồi nó nhìn thấy nó có những cái nó đau lắm, hiểu sai đạo Phật hết trơn. Cho nên cái chỗ dựa đó nè, bắt đầu cái chỗ hàng phục cái tâm của mình nè, trụ tâm mình nè, đây nè, bắt đầu học này. Phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phải trụ cái tâm mình như thế nào? Đáp câu hỏi Vân Hà, ân trụ Vân Hà hàng phục kỳ tâm. Tức là phải hàng phục tâm mình như thế nào, trụ tâm mình như thế nào. Phật dạy rằng đúng với pháp tánh Bồ Tát làm việc bố thí mà không nên trụ chấp việc bố thí của mình làm. Từ bố thí này nó hay lắm, chứ không phải bố thí thường thường nên lát nữa bỏ tiền vô để bố thí, này là bố thí thường. Chấp bố thí này là bố thí thường. Bố thí này là bố thí kêu bằng tục đế. Còn cái mà bố thí ở đây là bố thí chân đế khác nữa.
Bố thí thường ở đây là bố thí và tài thí, pháp thí và vô quý. Vô quý thí. Bố thí tài là chút nữa đây nè, moi tiền bỏ vào hộp nè. Đó là bố thí tài, mà đấy là ngoại tài nha. Còn những cái người mà mang tiền mà đi đưa tới tay người ta đó, mà có khi lội bùng lội sình, mà cực nhọc đó, mà để đưa tới tay đó là người đó bố thí về về nội tài, tức là ta lấy công sức của người ta. Còn như Phật tử mà bỏ tiền vô đây đó là bố thí, mà bố thí ngoại ngoại tài, tức là cái của cải, cái vật chất mà mình làm mình có ra, chứ mình không có trực tiếp mình lấy cái thân của mình. Tất nhiên là ngoại tài cũng là gián tiếp của nội tài, nhưng mà nó là gián tiếp. Còn cái nội tài là thí dụ như người ta bệnh hoạn, người ta bị tai nạn tật nguyền, rồi mình lại mình bưng, mình ẩm, mình bồng, mình bế, mình bỏ lên xe, mình chở đi, rồi mình săn sóc, mình tắm rửa, hoặc là mình nấu miếng cháo, miếng cơm, mình cho người ta ăn trực tiếp, đó gọi là bố thí nội tài. Còn đó là bố thí tài đó. Còn bố thí pháp là thí dụ như giảng kinh về Phật, hồi đó giảng kinh khắp nước, khắp nơi là thí pháp. Rồi còn Phật tử tại gia nó cũng có thể thí pháp được nữa. Người ta ích kỷ lắm, cho nên là một chút xíu à, có thể mình thí pháp à. Tôi nói thí dụ như cái anh mà cái cuộn băng video mà mình xài rồi mình để lâu rồi bụi nó bám lại đó, lại cái để ảnh để miếng gòn, ảnh lét mình ảnh để miếng gòn, cái để ảnh cầm cái máy ảnh quay vậy nè, ảnh quay chút xíu về đó, cuộn băng sạch trơn nên vậy anh ăn 2,000. Mà mình lại đó anh không làm. À thế là người ta gọi là chẳng thà cho vàng chứ không chỉ đàn đi buôn. Cái nghề làm ăn của người ta giấu lắm, bất cứ nghề gì cũng giấu. Thế thì là bây giờ mà người Phật tử mà biết học đạo là cái nghề của mình, mà ai mà có khả năng học thì mình chỉ giúp giùm cho người ta, giả cho người ta đàng hoàng để ta có công ăn có việc làm. Đó là cái cách mà pháp thí của người tại gia đó, chứ không là tôi nói bằng dưa kiệu mà cũng giấu, mà bằng bánh bò cũng giấu, bằng bánh men cũng giấu, bằng bánh xèo cái bột ta đổ sao mà cứng nhắc, mà mình ăn cái bột ta đổ ngon, mà hỏi sao ngon họ cũng nói là cứ bột vậy đổ vô, mua về mình không biết pha bột mì vô ăn cứng nhắc. Là tại vì người ta giấu nghề, người ta không có pháp thí. Thành ra pháp thí đây á, cái người học đạo là thiết chánh pháp. Cái pháp đó là cái pháp để độ về về tinh thần, về cứu về cái khổ tâm. Còn cái pháp thí mà của người Phật tử là dạy nghề nghiệp cho người ta, giúp đỡ cho người ta công ăn việc làm á, là pháp thí của người tại gia để độ cho người ta về 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 mặt vật chất. Chứ không phải là biết thuyết pháp trên diễn đàn nói kinh mới gọi là pháp thí. Phải hiểu như vậy mới là tăng tường cái đạo Phật. Không từ bỏ một việc làm nhỏ nào. Người ta cần học cái gì mà mình biết là sẵn sàng dạy cho người ta. Đó là pháp thí đó. Còn vô quý thí là những cái gì người ta thắc mắc, người ta sợ hãi. Tôi nói thí dụ như là ta sợ về địa ngục, ta sợ về ngạ quỷ, ta sợ về súc sanh. Mà nói thẳng cho người ta biết rằng là cái loại đó không có làm gì ta được. Mà địa ngục là ta. Chỉ có ta làm địa ngục để rồi nó ràng buộc, nó hành hạ lấy ta thôi, chứ không có ai thưởng, không ai ban và cũng không ai phạt. Đó gọi là vô quý thí. Còn như ngạ quỷ súc sanh là ai? Ta sống như một cái tâm hồn mà hoàn toàn không có nhân nghĩa lễ trí gì hết, ta cũng không có đạo đức gì hết, tàn ác bất nhân vô đạo. Thế thì là cái tâm hồn đó là tâm hồn của ngạ quỷ đó, của súc sanh đấy, là ta chứ cũng chẳng có ai. Cho nên là cõi mở như vậy rồi là tự ta có chánh niệm, là ta xây dựng cuộc đời ta không hề sợ cái khổ của địa ngục, không hề sợ ngạ quỷ và cũng không hề sợ súc sanh, cũng như không hề sợ bất cứ một cái thứ quỷ thần nào. À đó, nói rõ ra để ta nhận thức chân lý rồi là vô quý thí đó. Quỷ thần là quỷ thần, cũng là một loại chúng sinh. Thì mình có đường của ai nếu sống thôi, người ta không có động phạm gì tới mình hết á. Không có động phạm gì tới mình hết á. Mình cũng không làm gì cho người ta được, và người ta cũng không làm gì mình được. Cho nên học kỹ rồi là nhất tâm phụ thập pháp giới, và nhất thiết duy tâm tạo. Đúng với không trụ chấp cái việc của mình làm. Đối với sắc thanh hương vị xúc pháp Bồ Tát nên bố thí hết. Bố thí hết là sao? Có nghĩa là sắc. Sắc đây có nghĩa là vật chất đó. Tất cả các trước mắt. Sở dĩ mà nó nguy hiểm ở đây nè.
cái bình hoa này nó đẹp như thế này, nhưng mà nếu mà nó ở ngoài giữa rừng mà ta thấy ta thưởng thức chơi rồi á, rồi ta thưởng thức xong rồi ta nói nó đẹp rồi ta đi thì có gì nguy hiểm không? Không có gì nguy hiểm hết. Sắc mà, sắc là sắc, nó là một hình thức duyên sanh của giả pháp. Cái nguy hiểm của cái hoa này là thấy cái hoa này, cái vùng này hoa nhiều rồi, mình lợi cái là mình khoanh vùng ra, vùng hoa đó là cái vùng đất đó là của ta, nó chết ngay từ cái chỗ đó. Cho nên cái sắc nó làm cho nó trở thành nguyên nhân đau khổ là từ khi mình khoanh cái vùng đất đó, đất đó là của ta. Ê, mà cãi ta mà vô đó là ta đánh gã giò. À, thế là có thể đánh gã giò người ta đấy. Là vì cái đất mà có cái hoa này. Đó, âm thanh cũng vậy. Thanh nó nhiều thứ, thanh của con người, thanh của nhạc khí, thanh tỉ tê, chuốt ngót, thấy không? Là nó làm cho người ta siêu lòng, làm việc tốt cũng có, mà có khi là nó tỉ tê, nó nỉ non, nó nắng nót những lời ngọt ngon để đi làm chuyện sai trái cũng có. Thế thì thanh nó trở thành là một cái thứ tai họa. Hương đối với cái đối tượng của lỗ mũi cũng trở thành thứ tai họa. Vị, tôi nói ví dụ như vị là cái gì? Là cái hương và cái vị, chẳng hạn như là rượu là vừa hương mà vừa vị, và cocaine là á thiện là cần sa là vừa hương mà vừa vị. Nó vừa đá cái cần cổ của người ta mà nó vừa có cái mùi thơm, nó quen rồi là cái hương đó, cái vị đó, nó là nguyên nhân đau khổ đó. Rồi xúc, xúc là nó nhiều thứ lắm. Tôi nói mà mình nói trắng ra đó mà. Chẳng những là nằm cái chỗ, ngồi cái chỗ mình niệm ấm chăn êm, quần áo lụa là gọi là xúc, cỡ đó là nói cạn thôi. Còn nói cho sâu đi nữa đó, là cái xúc đó là giữa cái người nam cái người nữ mà đam mê mà gần gũi đó, cái đó cũng đều là xúc đó. Nhưng mà đều tại cho nó nói tránh ra, nó tránh ra là nghe có khi nó khó chịu, nói sự thật là nó bích lòng, là ngay nó trái tay khổ vậy. Chứ còn là cái xúc mà như là mặc cái quần áo giải tốt của nó nhẹ nhàng, ngồi chỗ đệm êm thì nó thích, chuyện đó tội lỗi là bao. Nhưng mà vấn đề là cái chỗ giữa hai cái bàn tay nhau nó có cái nhân điện, phải không? Rồi qua rồi lại cái là tự nhiên nó chạy gần đó, xúc đó. Còn pháp á, pháp là những cái hình ảnh của sắc thanh hương vị xúc, nó ở trong trí mình nè, nó quần ở trong cái trí của mình nè. Trí mình không có lúc nào mà phẩm thơi mà an lành hết á. Đó. Nhưng mà đây là sáu cái món đó nha. Bồ Tát bố thí hết có nghĩa là giữ vững cái tâm của mình, nghĩa là kiến thấy sắc mà giống như không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết mà sự thật là vẫn thấy, nghĩa là thấy rồi thôi. Đức Phật xưa kia đi khất thực cũng có những chỗ cũng có cái hoa viên, cũng có vườn bông vậy chứ. Có thể Đức Phật cũng nhìn thấy vậy chứ, nhưng mà có cái là thấy rồi thôi. Nhìn những cảnh núi non trùng điệp, rừng rú êm đềm ao, Phật cũng có cái cảm giác nó là thanh thản êm đềm vậy chứ, nhưng mà thấy rồi thôi, chứ không có khoanh vùng. À, Như Lai bạch Phụ Hoàng cho con một vùng đất đó, đừng cho nào vô nha, nào vô là Phụ Hoàng cho công an bắt cho con. Nếu nào vô là phải tóm cổ nó hết để cho con yên, để con làm Như Lai Thế Tôn chứ. Thế là không bét rồi đó. Còn Như Lai Thế Tôn thì không có. Đó. Thế thì là nó phát xuất từ cái chỗ ngã và ngã sở hữu. Cho nên là cái Bồ Tát đây là bố thí hết, có nghĩa là sắc không động, thanh không tiếp thu, hương vị xúc pháp đều có sử dụng, nhưng mà không hề đem về làm của mình và không hề đam mê, cho nên nó không có nhận chìm mình được. Đó là cái chỗ mà gọi là trụ tâm đó, trụ vào dựa vào cái chỗ bố thí, mà là bố thí lục trần đừng dính với lục căn. Bố thí đây là bố thí vậy đó nha. Rồi giờ bố thí thử coi vô mấy cái thùng này thùng này là thùng tài thí thôi, chứ chưa phải bố thí cái kiểu là của Bồ Tát mà trụ tâm đâu.
Nhưng mà nó cũng là một cái hình thức để đi tới cái chỗ Bồ Tát bố thí đấy. Thế thì lần nữa là xin thay mặt cho đồng bào đau khổ cũng như là thành hội Phật giáo, mong sự giúp đỡ những cơm chế áo của quý Phật tử để hỗ trợ cho một cái tai nạn quá đột ngột và lớn lao là cái trận bão lụt vừa qua. Con ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chay vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi, đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi, con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong xa, sẽ vượt thoát từ sanh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao sương muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ.
trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ xanh nơi rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao dung muôn loài xa.